trả lời câu hỏi của khán giả có số điện thoại là 0389, 3 số cuối là 834 ở tỉnh Hưng Yên hỏi như sau. Nhà tôi nuôi một con lợn nái, nó đã đẻ lứa thứ 6, nhưng mà lợn lại có hiện tượng nó nôn đi nôn lại và lại nằm ăn xong lại nằm một chỗ mà nôn. Tôi chưa dùng thuốc gì cả, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục bây giờ ra sao? Vâng thưa khán giả, với thắc mắc này của khán giả thì chuyên gia đã có lời tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì cái hiện tượng mà lợn nó bị nôn ra xong rồi sau đó thì nó lại ăn cái chỗ nôn đó và nó nôn lại đi nôn lại như vậy thì đấy là cái dấu hiệu của cái bệnh phó thường hàn. Một cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cũng phải nghĩ đến là có thể là nó bị nhiễm cái giun xoăn dạ dày cho nên nó cũng dẫn hiện tượng bị nôn như thế. Thế thì bây giờ để mà khắc phục hiện tượng đó thì tôi tư vấn thế này. Trước hết là để điều trị theo cái hướng gọi là bị phó thường hàn do cái vi khuẩn Salmonella gây ra thì chúng ta có thể dùng Fluoroferricol hoặc là Norfloxacin hoặc có thể dùng Flumiquin, đó là những thuốc mà khá mẫn cảm đối với vi khuẩn Salmonella. Chúng ta tiêm bắp lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 3-5 ngày liền, điều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và đồng thời với quá trình điều trị đó thì chúng ta phải nâng cao sức đề kháng của nó bằng cách dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1 và vitamin C, tiêm bắp lần trên ngày, tiêm bắp 3-5 ngày liền. Và dùng thuốc Atropin là cái thuốc mà chống nôn, chúng ta tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để hạn chế hiện tượng bị nôn. Và đồng thời dùng thuốc Catosan 10% tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền hỗ trợ cho quá trình điều trị đem lại hiệu quả mong muốn. Và tất nhiên trong trường hợp này thì chúng ta cũng không loại trừ khả năng là có thể bị nhiễm giun xoăn dạ dày, cho nên nó dẫn hiện tượng bị nôn, tức là dạ dày nó kích thích vào trong dạ dày và nó gây hiện tượng nôn như thế. Thì nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp điều trị mà thấy nó hiệu quả nó không được cao lắm thì chúng ta phải dùng thuốc Mirabegron hoặc là Fipegron để chúng ta cho uống để tẩy cái giun xoăn dạ dày đi thì nó sẽ hết cái hiện tượng trên.